Tập 32. Buổi tối ăn no rồi, rèn luyện sức khỏe đi. Làm gì? Đào không tồi đó. Đi họp lớp, giấu súng trong nhà vệ sinh. Bắn ai? Bắn tôi hay là bắn Trần Khắc Hải? Tôi lấy súng là để làm báo hiệu thời khắc quan trọng. Báo hiệu? Báo hiệu cho ai? Hình hàng trước. Giống như anh ấy nói, anh ấy là đảng cộng sản, tôi là quân thống, sau đó dụ chúng tôi tới đường Ninh Hương, một lưới bắt hết. Trần Bân, anh chắc là lợi hại nhất số 76. Lý Sĩ Quần hình hàng trước cái gì? Ngay cả tôi anh cũng không để vào mắt nữa mà. Còn có lão Kim, Tạch La, sau này đều trở thành thuộc hạ của anh. Anh lợi hại nhất, có đúng không Trần Bân? Không đúng. Cục trưởng Trần, tôi không định làm như vậy đâu. Anh không định làm gì? Tôi không định làm như vậy. Nói đi, anh không định làm cái gì? Tôi không có định làm như vậy. Anh không định làm gì? Nói tôi nghe. Trần Bân, hình này anh và hình hàng trước uống cà phê đi dạo với nhau, anh coi tôi là gì? Coi tôi là kẻ ngốc hay sao? Anh theo dõi tôi có vấn đề gì sao? Mọi người đều là bạn học, tự mình kết thúc đi. Sao rồi, không thoải mái ở đâu trưởng Phụng Lý? Được rồi, Phương Lê vừa đi liền nịnh bợ tôi. Tôi không sao, chính là muốn ăn cháo nấu. Muốn ăn cháo nấu vậy tôi lập tức tìm người làm cho anh, chỉnh cho anh. Cút đi. Không sao. Cút. Không sao mà, cút đi. Phương Lê, đều đã nói là bạn học mà, việc gì phải làm như vậy? Trần Khắc Hải, anh im miệng đi. Anh không tin tôi. Tôi
Anh quá bất công với tôi rồi. Phương Lê, Trần Bân tôi mấy năm nay ở số 76 đi theo anh, tuyệt đối không hài lòng. Anh lại nhiều lần đẩy tôi đi chết như vậy, không chút do dự và không nỡ. Không lẽ chỉ có Trần Khắc Hải mới là anh em của anh hay sao? Vậy còn chúng tôi như thế nào đây? Dù là lần này đối mặt với hình hàng trước, tôi cũng chưa từng nghĩ tới bán đứng anh. Tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Anh đối với tôi như vậy sao? Thừa nhận rồi sao? Code M1911, đường kính là 45, tốc độ ban đầu 760 thước Anh mỗi giây. Bắn súng lục cỡ lớn ở cự ly gần có thể gây vết thương xuyên qua chấn thương sọ não. Sau khi viên đạn đi vào hộp sọ, sóng xung kích có thể gây tổn thương não và tử vong. Lúc chết sẽ không đau đớn. Trần Bân, Trần Bân, Trần Bân, Trần Bân. Trần Bân, anh không giấu được đâu. Tôi chết rồi. Người tiếp theo chính là anh đó. Cuối cùng anh ta đã nói gì với anh? Phải xem trong túi của anh giấy tờ kia viết gì. Một trang giấy rách thôi mà, không quan trọng, không tính là chứng cứ. Vậy tôi càng tò mò. Về nhà trễ như vậy, không kịp kể chuyện cho Tiểu Bảo nghe rồi. Đi thôi. Trần Khắc Hải ở buổi họp lớp giải trừ nghi kỵ của Phương Lê đối với mình. Giờ khắc thể xác và tinh thần mệt mỏi quay về nhà thấy lạc băng. Không cần nói nhiều, hai người đều suy nghĩ cho đối phương, từ từ bồi dưỡng lên một loại ăn ý đặc biệt. Đỡ chắc nha. Tự chế bơm, anh cũng giỏi thiệt đó. Xem quay lại đây, em muốn làm gì anh quản được sao? Anh lừa em còn chưa hỏi anh đó. Anh chỉ là bất đắc dĩ.
Anh quả thực không biết trong tay Trần Bân có bao nhiêu thứ, cho nên anh đã định ngọc nát đá tan, viết một bức thư ly biệt gì đó để cho thấy Trần Khắc Hải anh vĩ đại ra sao, có đúng không? Em nói cho anh biết, anh đừng có hồng. Phải rồi, Tiểu Bảo đâu? Em đưa nó tới nhà đồng nghiệp mấy ngày. Em coi đó, làm cha mẹ bảo vệ con cái là thiên tính, cho nên anh đưa hai người đi cũng là thiên tính. Anh nói chuyện tùy tiện quá, ai là con của anh chứ? Anh sai là anh sai. Em nói cho anh nghe, anh đừng có chơi xấu em đó. Sau này còn có chuyện như vậy, em sẽ chôn hài cốt của anh với trang trại heo, cho anh mắc ói chết luôn. Đừng như vậy mà. Về giờ một buổi tối rồi, đói bụng quá. Làm bánh bao rau cho anh ăn đi. Biết rồi. Trấn Phụng Hình tới rồi. Hàng Trúc tới rồi sao? Ngồi đi. Nghe nói hai ngày nay anh và người ở phòng 2 làm ầm không vui vẻ. Trần Bân đã lấy được chứng cứ Trần Khắc Hải là đảng Cộng sản, vốn muốn tuyên bố trước mặt mọi người. Ai ngờ Phương Lê dẫn anh ta đi rồi, bây giờ vẫn chưa tìm thấy người, không rõ tin tức. Nếu đã như vậy, bắt Trần Khắc Hải về thẩm vấn đi. Nhưng tôi không có chứng cứ. Hỗ trợ điều tra thì cần chứng cứ gì chứ? Không yên lành thiếu mất một tổ trưởng điều tra, tìm nhân viên liên quan điều tra một chút, không có gì quá đáng đâu. Chưa kể, nếu không cho họ xem chút sắc mặt, còn tưởng là họ thật sự có thể tạo phản đó. Phương Lê, cái tên khốn này dám phái người giám sát anh. Là mùi gì vậy? Hồi quá, lấy nhìn lên đi. Lấy nhìn lên. Sao đây? Ở bến Thượng Hải lâu như vậy, còn chưa uống quen cà phê sao? Theo tôi thấy anh là mệnh ăn cháo rồi. Con đường kia làm sao? Nó là bị vỡ ống nước gì đó. Con đường đó vô cùng hôi hám luôn. Ngoài tiệm may Trưng Ký, tiệm khác chuyển đi hết rồi. Cũng có thể hiểu được. Trưng Ký là vừa vào tay nghề kiếm cơm, chuyển đi thì mất hết khách cũ còn đâu. Đúng lúc, đem cứ điểm tiệm ngũ kim của chúng ta cũng chuyển ra ngoài. Anh nói coi Trần Bân nghĩ cái gì vậy chứ? Lại đi theo hình Hàng Trúc. Tối hôm đó bốn người các anh ra ngoài, tôi liền nghĩ rốt cuộc là ai quay lại. Quả nhiên tôi đoán không sai, Khắc Hải quay lại rồi. Anh dựa vào cái gì mà đoán anh ta quay lại? Là trực giác. Lừa ma sao? Thiệt đó. Thực ra Trần Bân đúng sai đội, ai cũng không cứu được anh ấy. Làm nghề như chúng ta đều không có ai có kết cục tốt hết. Anh nói coi anh ấy sống chết kiếm tiền cũng không tiêu hết. Người nhà lại coi như là hán gian, nghèo rất mồng tơi cũng không nhận mặt anh ấy. Được rồi, Siêu đại ca, tôi biết anh nghĩ sao. Anh sắp xếp hậu sự của Trần Bân đi, tự mình giữ lại một chút, còn lại giao cho người nhà cô nấy. Đúng là khó uống thiệt đó. Bỏ đường rồi mà. Bỏ đường vô dụng thôi. Đừng nói anh không thích Trần Bân nha. Đổi lại là tôi. Quay lại cũng là Khắc Hải. Làm lớn chuyện quá. Trưởng Phòng Trần, mời anh theo chúng tôi đi một chuyến. Ở đây có lệnh, là chủ nhiệm Lý ký tên phê bắt.
Kinh động tới chủ nhiệm Lý rồi sao? Có cần cộng không? Không cần đâu. Đột ngột đến mà không quản sợ, vừa có đổ tội mà không tức giận. Cả số 76, người có thể có tu dưỡng như vậy không nhiều. Anh là một trong số đó. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này. Chúng ta trời định là kẻ địch. Tôi không có ý làm kẻ địch của trưởng phòng hình đâu. Sợ trưởng phòng hình hiểu lầm thôi. Anh đúng là biểu hiện rất khiêm nhường đó. Hơn nữa chưa từng chủ động gây thù chuốc oán. Nhưng mà khiêm nhường chỉ có thể là kẻ mưu đồ lớn, chứ không tầm thường đâu. Không chủ động gây thù hằn có thể là vì kẻ suy nghĩ xa. Dù sao khẩu hiệu của quý đảng là vì chủ nghĩa cộng sản, phấn đấu cả đời. Tôi nói nghe nha, gần đây sao nhiều người coi tôi thành cộng sản quá vậy chứ? Tội danh mà tôi bắt anh chính là mưu sát cùng hàng Trần Bân. Tôi và Trần Bân là bạn học cũ. Sao tôi phải giết anh ấy? Vì anh ấy lấy được chứng cứ anh là đảng cộng sản. Anh có cần gọi điện cho người thân bạn bè, nói với họ anh có thể biến mất vài ngày hay không? Không cần đâu. Nếu là do chủ nhiệm Lý đích thân hạ lệnh, tự nhiên không phải bí mật ở số 76, cho nên chắc chắn mọi người cũng sẽ biết thôi. Vậy anh đoán xem Phương Lê có tới cứu anh không? Tôi không quan tâm anh ấy tới hay không. Nếu anh ấy cảm thấy nên tới thì tự nhiên sẽ tới. Bây giờ tôi quan tâm chứng cứ Trần Bân coi tôi là đảng cộng sản là gì. Giao cho anh chưa? Đúng là khó uống thiệt đó. Chú Nhiệm Phương xin lỗi, người này điên rồi, sống chết không cản được. Chú Nhiệm Phương, cầu xin anh cứu trưởng phòng Trần của chúng tôi. Anh ấy bị hình hàng trúc, bắt đi rồi. Tại sao lại bị bắt chứ? Không có nói, ở nhà hàng trực tiếp bị dẫn đi. Khốn kiếp thiệt đó, đi đòi nữa với tôi, ngồi xuống. Ngồi đi. Sao anh lại biết tôi ở đây? Xem ra là không có. Nếu không tôi ở đội hiến binh rồi. Nếu không tìm được chứng cứ tôi là người của đảng cộng sản, vậy trưởng phòng hình có thể ở trong chuyện của Trần Bân mất tích ra tay với tôi rồi. Vậy thì anh có chứng cứ rằng tôi giết Trần Bân không? Xem ra cũng không có. Sao đây, trưởng phòng hình là chuẩn bị nghiêm hình bức cung tôi. Vậy tôi hỏi anh, đồng cảm với các thành phần công nhân nông dân và sinh viên, điều này có nên không? Không có nông không ổn định, không có công không giàu. Cuộc tà bóc lột công nhân quá tàn nhẫn, đối với chính phủ mới là tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Thỉnh thoảng giúp đỡ thì đó mới gọi là cứu nước thật sự. Khéo miệng, biện minh giỏi, lấy phép loại suy của Uông tiên sinh bảo vệ mình, lợi hại đó. Giúp đỡ giáo viên và học sinh thân cộng sản, điều này cũng có đúng không? Lương Khởi Siêu tiên sinh từng nói, thiếu niên tự do là đất nước tự do, thiếu niên tiến bộ là đất nước tiến bộ. Xem ra nói đạo lý với anh ấy cũng vô dụng rồi. Dùng hình đi. Dạ. Anh thực sự không cứu đúng không? Lưu Trường Quý đã nói rồi, là người của tên khốn kia cố ý đem ta vào cáo trạng.
Vậy chúng ta liều lĩnh tới đó không phải vừa trúng kế anh ta hay sao? Vậy giờ phải làm sao? Trần Bân vừa mới chết, tôi không muốn lại mất thêm một người bạn học nữa. Số 76 này thiệt là... Yên tâm đi, Trần Khắc Hải không sao đâu. Nếu chúng ta không tấn công chính diện được, vậy không bằng cho anh ta giải quyết tận gốc. Tìm một vài người giả làm người bán hàng đi thu mua sản nghiệp của Lý Sĩ Quân, lại để báo chí đưa tin ra ngoài, ngay cả bến Thượng Hải đều biết Lý Sĩ Quân chuẩn bị bán sản nghiệp chạy trốn. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Cái này không? Cha, cha. Đừng có gọi cha nữa. Không nói gì ăn cơm đã mấy giờ rồi. Con tự chơi trước đi nha. Xin chào. Tôi tìm trưởng phòng Trần Khắc Hải. Tôi là vợ của anh ấy. Anh nói sao? Sao lại là cô? Sao cô dám tới đây? Trưởng quan, thuộc hạ vừa biết được Trần Khắc Hải bị bắt rồi. Tôi biết, chuyện này không cần cô quản. Trưởng quan, thuộc hạ cảm thấy họ bắt Trần Khắc Hải là vì nhầm vào anh. Anh biết hàng xóm của chúng tôi là một giáo sư đại học đúng không? Chính là phế vật cả ngày hét khẩu hiệu sao? Hắn làm sao? Hắn là người của Hình Hàng Trúc. Có chứng cứ không? Hắn nghe trộm chúng tôi. Tôi cũng chỉ là vô tình mới phát hiện máy nghe trộm. Nhưng mà hắn vì cẩn thận cho nên chỉ dám đem máy nghe trộm lắp ở một góc ở phòng khách, cho nên chắc không có thu hoạch gì đáng giá đâu. Sau đó tôi theo dõi hắn, phát hiện hắn gặp mặt thuộc hạ của Hình Hàng Trúc. Trong mắt của Hình Hàng Trúc, tôi và Trần Khắc Hải giống là cùng một ruột, cho nên giám sát Trần Khắc Hải tôi cũng không bất ngờ lắm. Chỉ có điều là không ngờ hắn tìm một phế vật như vậy. Trưởng quan, không lẽ anh không tức giận sao? Tôi tức giận thì được gì? Bây giờ trong tay của hắn có lệnh bắt của chủ nhiệm Lý. Cô kêu tôi tới phòng thẩm vấn cướp anh ấy ra sao? Thuộc hạ có ý này. Chỉ là tôi đang lo Trần Khắc Hải có khả năng... Tôi kêu cô đi giám sát Trần Khắc Hải, chứ không phải để cô lo lắng lung tung vậy tôi cách làm việc. Thuộc hạ không dám. Sau này chuyện này của Trần Khắc Hải cô không cần nhúng tay vào đâu. Dạ. Về đi. Khoan đã. Sau này nếu không có chuyện, đừng có tới tìm tôi đó. Anh canh chừng cô ấy. Được rồi. Ý chí vẫn kiên cường như vậy, rất ít người có thể chịu đựng được phần này. Chủ yếu là những thủ đoạn này của các anh cũng không có sáng tạo gì hết. Không thay đổi cách khác thì sao? Xem ra ép cung cũng vô hiệu chứ anh. Hay là như vậy,
Chúng ta mỗi bên nhường một bước, thấy sao? Vậy phải xem trưởng phòng Hình nhường ra sao. Bây giờ anh thả tôi đi, sau đó đăng báo xin lỗi tôi, đồng thời từ tất cả chức vụ ở số 76. Tôi sẽ xem xét có thể tha thứ cho anh hay không. Có thể. Chỉ cần anh đứng ra xác nhận Phương Lê là người của quân thống. Trưởng phòng Hình, anh có nhầm lẫn gì không? Phương Lê có phải quân thống hay không? Thì anh đánh tôi làm cái gì chứ? Anh gọi Phương Lê tới đây đánh Phương Lê đi. Là vì trưởng phòng Hình không dám đánh phó chủ nhiệm Phương Lê sao? Anh khích tôi cũng vô dụng thôi. À chí, vị trí trưởng phòng phòng hành động anh không phải mong muốn từ lâu rồi sao? Xem anh dùng sức mạnh ra sao. Tiến hành bước tiếp theo đi. Xin chào, hoan nghênh quý khách. Cho tôi 2 miếng bánh ngọt. Cái này đúng không? Chờ chút nha. Cảm ơn. Cười rồi sao? Sao chảy nước dãi rồi? Dễ thương quá. Lý Sĩ Quần điên cuồng bán tháo sản nghiệp, muốn rời Thượng Hải. Anh coi đi.
Yasuchi mời anh. Sợ rằng không chỉ đơn giản là ăn cơm. Phải, đây là tấm thiệp mời thứ ba rồi. Sợ là họ nghi ngờ tôi. Số người đến càng ngày càng ít. Tới tấm này chỉ có 4 người. Anh định làm sao? Không đi không được. Bây giờ mọi loại tin tức trên báo nói tôi bán của cải lấy tiền mặt, muốn cầm tiền trốn tới Hồng Kông. Lần này dù là Hồng Môn Yến thì tôi cũng phải đi. Tôi có thể làm gì đây? Sau khi Trần Khắc Hải vào ngục, Phương Lê có hành động gì không? Được, cũng coi như là một tin tốt. Xem ra Phương Lê cũng không có bản lĩnh gì. Ý chí của Trần Khắc Hải vô cùng kiên định, cái gì cũng không hỏi ra được hết. Vậy chỉ có thể giết gà dọa khỉ thôi. Tôi khuyên anh một câu cuối cùng. Thừa nhận Phương Lê là đặc vụ quân thống. Cho dù tội danh mưu sát của anh hay là nghi phạm thông cộng, tôi và chủ nhiệm Lý đều không trách lỗi xưa. Nếu không anh thực sự chết chắc rồi đó. Anh nói cái gì? Nằm mơ giữa ban ngày, đã là lúc nào rồi? Nhốt lâu như vậy rồi. Anh em tốt Phương Lê của anh, nếu muốn cứu anh ra thì sớm ra tay. Kết quả thì sao? Anh đối với anh ta tình như thủ túc, còn anh ta thì sao? Đối với anh lại giống như là dứt đi một cái vẻ rách vậy. Anh bảo vệ anh ta như vậy có đáng hay không? Có ý nghĩa gì không? Thứ như là nghĩa khí, chúng phụng hình vĩnh viễn sẽ không hiểu đâu. Có công phu nói nhảm, chi bằng trực tiếp ra tay đi. Mở cửa cho qua đi. Thứ tôi nên nói thì tôi đã nói rồi. Chờ đã, không cần đi anh ấy nhìn. Trần Khắc Hải, anh nghe cho kỹ đây. Sau khi anh chết, tôi sẽ lấy dấu chân tay của anh để điểm chỉ. Sau đó, đem hai bản khổ cung này giao cho người Nhật. Một phần là anh thừa nhận bản thân là gián điệp ngầm của đảng Cộng sản. Một bản còn lại là anh xác nhận Phương Lê là người của quân thống. Hai người hợp tác mưu sát Trần Bân, chẳng qua là vì Trần Bân nhìn thấu ngụy trang của anh. Anh mượn dao giết người mà thôi. Bệ cũng rất là chu toàn. Giờ sau khi anh cung cấp xong khổ cung, tinh thần thả lỏng rồi. Ai nghĩ tới tâm trạng anh thay đổi nhanh chóng, khiến anh suy tim mà chết. Như vậy, mọi chuyện chính là như vậy. Rốt cuộc đã kết thúc rồi. Nói thật nha,
đối với anh, Hình Mỗ không chỉ khâm phục mà cũng thật lòng vừa yêu vừa hận. Yêu là thương tiếc người thông minh, còn về hận, đời này chúng ta định sẵn là kẻ địch. Đáng tiếc. Ra tay đi. Anh đây là giở trò gì đây? Không có gì, chính là cướp ngục đó. Cướp ngục sao? Số 76 chưa tới lượt anh làm chủ đâu. Phương Lê, tôi khuyên anh một câu nha, nếu không muốn làm ầm lên khó xử, rút người đi cho tôi. Theo tôi lập tức gặp chủ nhiệm Lý thỉnh tội. Tôi tất nhiên sẽ tìm chủ nhiệm Lý, và tất nhiên cũng sẽ thỉnh tội cùng với anh ấy. Chỉ là không biết anh có thể đợi tới lúc đó hay không. Dẫn người đi. Ý gì đây? Để ý gì đây? Trưởng phòng, chủ nhiệm Lý đã nhập viện rồi. Chị Dung, trưởng phòng Hình, anh tới rồi. Trưởng phòng Hình, sao vậy? Amip là vi khuẩn đường ruột. Anh Lý thì đã qua thời gian ủ bệnh rồi, nhưng đoán chừng là lành ít dữ nhiều đó. Sao đột nhiên lại mắc loại bệnh này chứ? Cứ nói đi. Tôi nghiên cứu kỹ báo cáo bệnh Lý, cũng xem triệu chứng cụ thể rồi. Anh Lý chắc là ăn một loại đồ ăn có amip, cho nên mới thành ra như vậy. Theo tôi biết thì ở Trung Quốc, nuôi được amip thì chỉ có người duy nhất là người Nhật. Người Nhật sao? Chú nhiệm Lý đâu? Ở trong phòng đó. Đi, dẫn tôi đi. Chú ý đo nhiệt độ cơ thể, mỗi giờ ghi chép một lần. Còn có, kêu anh ấy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Những vấn đề khác thì không lớn. Được. Đừng tới bệnh viện, không an toàn đâu. Mỗi ngày bác sĩ sẽ tới kiểm tra. Được. Hai ngày nay cô nghỉ ngơi đi, chăm sóc cho Khắc Hải. Được. Phải rồi. Mẹ cô sao rồi? Tôi lâu rồi không đi thăm bà ấy. Thăm hay không không phải rất quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của người nhà, có đúng không? Thuộc hạ hiểu. Sĩ quân, tôi biết. Tôi sắp không được rồi. Sĩ quân Hàng Trúc, có đem súng theo không? Đừng, không được mà. Nếu anh chết, em làm sao tìm Uông tiên sinh đòi công lý chứ? Em nghe anh nói, không cần phải đòi công lý gì hết. Anh cháo đá bát, qua cầu rút ván. Em phải nhớ, đừng đi tìm Uông tiên sinh gây chuyện làm gì. Chỉ có như vậy ông ấy mới tốt với em. Đừng mà.
Nè Tổ Tông, sao giờ mới tới? Anh là không biết, trong bộ loạn hết rồi. Không biết người Nhật đã hạ thuốc gì, Lý Sĩ Quần sắp không xong rồi đó. Vậy thôi sao? Lên đi. Đẩy cửa vào.